Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng tôi xin trích giảng cái đề tài là lợi lạc trong hiện tại. Cái đề tài này được ghi nhận ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Tám Chi. Tương truyền rằng có một thời Đức Thế Tôn ngày ngự trú ở tại dân chúng Xí Cô Lý Giá, thì bây giờ có một gia chủ là đi khách cho núi, đã đi đến bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, vì chúng con là những cái người gia chủ hưởng thọ các dục lạc, sống liên hệ với vợ con và có những sự trang điểm cho thân xác, bạch Đức Thế Tôn xin ngài hãy giảng giải về những cái pháp mà mang lại cái lợi ích trong hiện tại để chúng con được sự hạnh phúc an lạc. Và do cái duyên đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng: này đi khách cha nú, cái pháp mà đem tới sự lợi ích hay là lợi lạc trong hiện tại có bốn chi. Thứ nhất là đầy đủ sự tháo vát. Thứ hai là đầy đủ sự gìn giữ tài sản. Thứ ba là làm bạn với thiện. Và thứ tư là sống cân bằng điều hòa. Đó là lời giải tóm tắt ngắn gọn của Đức Phật. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu những chi phần này. Xin thưa quý vị, Cô Lý Giá là một cái quốc độ họ xem như là bên ngoại của Bồ Tát Siddhartha. Cái xứ này nó có cái kinh thành là Devadaha. Chính tại kinh thành này mà một cái số người dòng Thích Ca đã tới đây cư trú khi làm dâu hoặc là làm rể của vương quốc Cô Lý Giá. Và cũng tại kinh thành này, một số những người nam hoặc thiếu nữ đã trở về kinh thành Cát Tỳ La Vệ để sống chung với những người dòng Thích Ca. Nói rõ hơn thì chúng ta biết rằng Bà Gia Vua Đà La cũng xuất thân từ nơi cái kinh thành Đê Quá Đa Há này. Kinh thành Đê Quá Đa Há được dịch là cái thiên trì, tức là cái hồ thiên. Và gia chủ đi Kha Na Ca Cha Nú này là một vương tộc sống rất là thoải mái và rất có nhiều tài sản. Và chữ đi Kha Cha Nú có nghĩa là cái người có cái đầu gối dài, giống như những cái chân cọp. Trên ông còn có tên khác là Gia Khắc Bách Giá, có nghĩa là cái chân cọp. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu một số nét của những danh tự đó rồi, thì chúng ta sẽ đi vào thẳng vào cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngài dạy rằng á, với cái lợi ích trong hiện tại đối với người tại gia cư sĩ là còn sống, còn liên hệ với gia tộc, còn liên hệ với tài sản, còn thích trang điểm, thì cái pháp nào mà đem tới cái lợi ích này, thì Đức Phật ngài dạy ra trước tiên á, đó là cái sự đầy đủ sự tháo vát. Cái danh từ mà đầy đủ sự tháo vát đó bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Một lời giải ngắn tắt của Thế Tôn nhưng mà ẩn chứa rất nhiều cái pháp môn ở trong cái chi Phật. Thứ nhất, đầy đủ sự tháo vát đây có nghĩa là người đó có một cái nghề nghiệp để nuôi thân.
Thông thường sống ở trong thế gian này, những người mà không có cách hay là phương án để tự nuôi thân được, thì cái đời sống người đó cũng giống như là một cái loài gửi đeo bám vào một cái thân cây nào đó. Người đó không tự làm cho mình có một cái lợi ích thì không thể làm lợi ích đến cho tha nhân. Bản thân mình không thể tự nuôi sống được thì không thể giúp ích gì cho những người xung quanh, cho những người trong tộc. Như vậy đầy đủ sự tháo giác đây, trước tiên á là phải có cái nghề nghiệp để nuôi thân. Những người có trí thời xưa thì người đó cũng đã tự tìm lấy cho mình một phương thức sinh nhai. Ví dụ người đó sống ở trong cung vàng điện ngọc, mà điển hình như chúng ta thấy rằng vị thần y trong thời Đức Phật đó là ông Chi Quá Cá, được âm là Kỳ Bà. Vị thần y này là con tư sinh của ông hoàng A Phá Giá với một nàng chỉ nữ. Sau khi sinh con ra xong thì nàng chỉ nữ đó đã bảo ông hoàng A Phá Giá vô úy này là hãy tới đó nhặt lấy con. Và ông hoàng A Phá Giá chính là anh của vua A Xà Thế, là người anh mà một cha khác mẹ. Ông đã đem người con của mình là Dương Tử Chi Quá Cá về nuôi dưỡng. Nhưng đến khi mà Dương Tử Chi Quá Cá có trí khôn khoảng 15-16 tuổi thì Dương Tử Chi Quá Cá này nghĩ rằng ta sống ở trong hoàng cung như vậy không mang tới lợi cho người khác, và chẳng lẽ ta sống mãi với sự bảo bọc cho người cha nuôi của ta hay sao? Ta phải tìm một cái cách để tự mình vươn lên, tức là phải có một cái nghiệp nghệ trong thân. Và xin thưa vậy rằng lương y Chiếu Cá đã xin cha nuôi mình một số tiền là 1.000 đồng tiền vàng và đi tới kinh thành Takasila để học nghiệp nghệ. Là trước tiên phải có một cái nghề. Nếu nghề đó như thế nào? À, xin nói vậy, Đức Phật ngài dạy rằng nó đầy đủ sự tháo phát, có nghĩa là cái nghề đó thật là tinh xảo. Trong bản kinh văn Đức Phật ngài cũng dạy rằng là tự mình có thể làm được việc đó, hay là mình có thể điều hành cái công việc đó. Tự mình đã làm được, đã đành rồi. Nhưng mà tự mình cũng có thể điều hành được những người khác để làm công việc đó. Đầy đủ sự tháo quát đây muốn chỉ cho một cái nghiệp nghệ mà được tinh xảo. Nó không hề có một cái khiếm khuyết. Nói một cách khác nữa là cái nghề nghiệp mà người này đang đeo đuổi đó, nó phải đạt tới một cái đỉnh cao của cái nghiệp nghệ này. À, xin thưa vậy, chính lương y chưa báo cáo của vậy. Ông nỗ lực học tập một thời gian thì ông mới suy ngẫm rằng chẳng hay cái nghề thầy thuốc mà ta đang đeo đuổi đó mà bao giờ nó nên được cái tuyệt đỉnh. Và ông hỏi thầy của mình, thưa thầy, với cái nghề thầy thuốc này thì cái đỉnh cao của nghề thầy thuốc này là ở điểm nào? Này xin thưa quý vị, vị thầy mới nói rằng này con chiếu cá, con hãy đi một vòng trong kinh thành này khoảng 16 cây số, tức là một cây số. Con gặp một cái vật gì hay là một loại cây cỏ nào mà không phải là thuốc, con hãy mang về đây cho thầy. Và xin nói vậy là vị liên y Chi Quá Cá đi một quãng đường 16 cây số và ông nhìn những cây cỏ và những đất đá sỏi vân vân. Cuối cùng thì ông trở về bằng tay không,
Vì thầy hỏi thằng này đi chi quá cá. Con đã tìm cho thầy một cái vật nào không phải là vị thuốc hay không? Thì chú cá trả lời là: thưa thầy, con đi suốt cả 16 cây số không tìm thấy cây cỏ hay là một cái loại vật chất nào mà không phải là vị thuốc. Cho nên con đành phải trở về bằng tay không. Thưa quý vị, vị thầy đã nói với lương y chú cá rằng này con, đó là đỉnh cao của cái nghề làm thuốc và con đã tốt nghiệp. Vậy thì con hãy chuẩn bị hành trang trở về quê hương của mình. Đó, tức là cái nghề nghiệp mình có để mình nuôi thân, và nó phải được lòng sự tinh xảo. Để chi? Cái nghề nghiệp mà càng tinh xảo như vậy á, thì sự thu hoạch về cái lợi lộc nó gia tăng, và người đó tự có thể nuôi dưỡng được bản thân mình, người đó có thể nuôi dưỡng cha mẹ, người đó có thể nuôi dưỡng vợ con, người đó có thể trợ giúp cho thân bằng biến thuộc của mình, và người đó có thể cúng dường đến những bậc sa môn và la môn để tạo phước để dành. Mà cái đời sống mà một cái người mà có một cái nghiệp nghệ tinh xảo đó, đó thì không hề bị năn nợ, cái lợi tức của người đó sẽ dồi dào. Mà thưa quý vị, nói về cái nghề nghiệp mà tinh xảo đó như vậy đó, thì đòi hỏi người này như thế nào? Đòi hỏi người này phải khéo quan sát về cái nghiệp nghệ của mình, để xem cái nghiệp nghệ của mình nó có những cái khuyết điểm ở chỗ nào, và nó có cái ưu điểm ở chỗ nào, để kịp thời khắc phục đi những cái nhược điểm và để phát huy đi những cái ưu điểm. Nói cách khác nữa thì người này khéo quan sát, và nhờ khéo quan sát đồng thời có một sự bén nhạy, thì cái người này ở trong hiện tại này, cái người này có thể thoát khỏi những cái nguy hại do một cái sự cạnh tranh của những kẻ thù. Nhờ khéo quan sát cho nên người đó sẽ được an toàn, khéo nhạy bén thì người đó sẽ phát triển được cái lợi nhuận của mình nó cao đi. Thì xin thưa quý vị rằng á, những đệ tử của Đức Phật, trong thời Đức Phật á, những hàng đệ tử mà có cái sự và thành đạt cao á, là cũng nhờ khéo quan sát ở trong tìm kiếm. Và nhờ nhảy bén cho nên nó phát huy được những cái ưu điểm trong cái thiền tập hoặc là trong những cái pháp hành của mình. Nhờ đó thì những vị thánh đệ tử, người cư sĩ đã thành tựu được đạo quả như vậy. Mặt khác nữa, chính ở trong cái sự tháo vát này, nó đòi hỏi người này có một cái sự nỗ lực tinh cần. Người ta không phải chỉ nghĩ không, mà không phải thực hành. Chính thử thực hành đó mới đem tới cái nghiệp nghệ nó được tinh xảo, nó được hoàn mỹ. Như vậy thì đầy đủ sự tháo vát này, nó bao gồm có nghiệp nghệ nuôi thân, nghiệp nghệ đó phải tinh xảo, và có một sự nỗ lực, có một cái sự nhạy bén và một sự khéo quan sát. Chính sự khéo quan sát nó tránh khỏi những cái nguy hại, nó đem tới một cái sự an lành. Đó cũng là một cái lợi ích trong hiện tại, hay là một cái lợi lạc ở trong hiện tại. Và trong những câu chuyện bổn sinh của Đức Phật, Ngài thuật lại rằng
thời tiền kiếp Ngài cũng đã từng khéo quán xét. À, cho nên Ngài đã thoát khỏi những cái nguy hại do kẻ thù mang tới. Và tương truyền rằng ở trong quá khứ có một kiếp nọ Ngài sinh làm con khỉ, và bây giờ tiền thân của Đề Bà Đạt Đa sinh làm con cá sấu. Thường thì con khỉ từ khu rừng nó vượt qua cái dòng sông để đi tới một cái bên kia bờ để mà nó đi tìm những trái cây. Và buổi chiều thì từ bên kia bờ nó vượt qua cái dòng sông nhỏ đó để mà chạy về rừng. Và trên cái đường đi như vậy á, thường thường con khỉ nó có một cái tảng, thấy một cái tảng đá ở giữa dòng sông hay là ở cạnh dòng sông đó. Và đó là cái điểm tựa của nó, từ bên bờ này nó phóng tới giữa dòng sông đó, đặt chân trên tảng đá, rồi từ tảng đá phóng qua bên bờ kia. Rồi xin thú vậy rằng á, trong dòng sông này có một con cá sấu, đó chính là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Con cá sấu thấy con khỉ thường từ ở dòng sông này nó nhảy qua bên dòng sông kia, và buổi chiều từ dòng sông kia nhảy về cái dòng sông này. Một hôm con cá sấu nó khởi ý là muốn sát hại con khỉ. Cho nên vào buổi sáng nó thấy con khỉ từ ở dòng sông này, bờ sông này đã sang bên bờ sông bên kia. Thì nó hiểu biết rằng con khỉ buổi chiều sẽ quay trở lại. Thế là nó ẩn núp ở dưới cái hòn đá. À, xin thưa vậy. Vào buổi chiều khi con khỉ đã tìm ăn xong, thì quay trở lại. Rồi trước khi quay, con khỉ rất là tinh khôn, nó quan sát tất cả. Và nó quan sát hòn đá, nó thấy dường như cái hòn đá hôm nay có gì khác lạ. Và con khỉ đó suy nghĩ rằng nước hôm nay cũng không cao hơn hôm qua, mà cũng không thấp hơn hôm qua. Nhưng mà hòn đá này dường như là nó cao hơn. Vậy có phải chăng có cái gì bất ổn nằm ở trong hòn đá hôm nay? Thế rồi con khỉ đứng ở trên bờ sông mới gọi: này bạn hòn đá thân mến ơi. Thì dĩ nhiên hòn đá không trả lời được, và con khỉ lại kêu tiếp 3 lần: hỡi này người bạn hòn đá ơi. Thì bây giờ sau khi chỉ 3 lần ấy, hòn đá vẫn yên lặng. Thì con khỉ mới nói rằng: này bạn hòn đá à, tại sao hôm nay bạn không trả lời tôi? Và chẳng hay bạn giận hờn gì tôi thế? Thường thì bạn vẫn trả lời tôi mà tại sao hôm nay bạn im lặng? À, xin thưa vậy. Con cá sấu nó nằm núp ở dưới tảng đá, nó ngẫm nghĩ rằng cách thường á là cái tảng đá này lên tiếng trả lời con khỉ. Hôm nay thấy im lặng, e ngại rằng con khỉ nó không có nhảy qua. À, cho nên con cá sấu mới nói rằng: à, này bạn khỉ ơi, tôi vẫn yên lặng. À, nghe nó vậy Bồ Tát cười. Nó nói rằng: này con cá sấu kia, người đã mắc mưu ta. Và Bồ Tát hỏi rằng: này cá sấu, vì sao ngươi nằm ở dưới, núp dưới hòn đá chi vậy? Con cá sấu nói rằng: ta muốn ăn thịt ngươi. Khi chờ ngươi nhảy qua, ta sẽ bắt lấy ngươi ăn thịt. Nhưng mà cho dù ngươi mà phát hiện ra ta ở dưới này rồi, ngươi cũng không cách nào mà vượt qua dòng sông này. Trước sau gì ngươi cũng phải băng qua dòng sông này. Và chỉ cần ngươi băng qua dòng sông thì ta sẽ bắt ngươi. Con khỉ ngẫm nghĩ rằng con cá sấu này nói cũng đúng. Bởi vì chỉ có đường này để mà mình vượt qua, để mình trở về với cái tổ của mình, hay là cái nơi trú ẩn của mình. Nhưng mà con cá sấu mà nó nghĩ như vậy,
À, thì làm sao mình vượt qua? Nên con khỉ mới nói rằng nó này cá sấu, cái răng của người nó không có bén, răng của người không thể mà cắn được thịt ta đâu. Cái người có thể là cho ta xem cái răng của người có thể là nhọn bén độ nào chăng. Con khỉ, con cá sấu nó cũng khoe cái hàm răng nhọn và tốt của nó, cho nên nó mới hả họng ra để trưng bày những cái hàm răng nhọn, rồi sau đó nó ngậm lại. Thì Bồ Tát lại khéo quán xét rằng khi mà con sấu mình nó há miệng ra như vậy, cặp mắt của nó khép lại, thì Bồ Tát chuẩn bị sẵn và nói rằng á, này con cá sấu, cái răng của ngươi như vậy là ta xem không rõ, đâu ngươi hãy mở lần nữa để há miệng lần nữa để ta xem như thế nào. Và khi con cá sấu vừa há miệng ra thì Bồ Tát dùng hết sức mình phóng giọt lên ở trên đỉnh đầu con cá sấu và phóng giọt lên. Lúc đó thì con cá sấu nó nhắm mắt lại, nó không thể thấy được. Và Bồ Tát đã thoát nạn. Vậy chúng ta thấy rằng với một cái người mà khéo quán xét thì có đôi khi những cái tai nạn nó sẽ xảy ra, nó sẽ bị chấm dứt, nó không có mang tới tai hại. Không phải chỉ một câu chuyện đâu, ở trong mẫu sinh chúng ta niệm rất nhiều câu chuyện để cho thấy rằng cái sự khéo quán xét đem tới một cái lợi ích. Như trong cái tiền kiếp chẳng hạn, Bồ Tát cũng sanh làm con khỉ, và trong khỉ trong cái đàn khỉ đó có con khỉ chúa, nó rất là ganh tị với những con khỉ con. Bao giờ trong đàn mà sanh ra một con khỉ con như vậy thì nó sẽ nghiền nát cái bộ phận sinh dục của con khỉ con, nếu con đó là con khỉ nam. Để chi? Để cho con khỉ này không có tranh giành quyền lực của nó. Thì bây giờ Bồ Tát sinh vào lòng con khỉ mẹ, và con khỉ mẹ này đã thấy nguy hại cho những cái đứa con mình phía trước, cho nên lần này thì con khỉ mẹ né tránh, sinh nở xong nuôi dưỡng con xong khi lớn lên mới đem về trình diện với con khỉ chúa. Con khỉ chúa thấy con khỉ con là hiện nay là Bồ Tát khỏe mạnh, thì cái ý muốn sát hại đã khởi lên trong tâm con khỉ, và nó giả vờ rằng ôm lấy đứa con thân yêu mình, nhưng mà dùng hết sức mạnh mình để siết chặt, để làm gãy xương của con khỉ con của mình. Nhưng mà thú vị, Bồ Tát đó là một con khỉ con có sức mạnh rất lớn và phát hiện được cái ý này, cho nên Bồ Tát cũng siết chặt con khỉ cha, cũng tỏ tình cha con, nhưng mà siết chặt hơn, mạnh hơn, khiến cho con khỉ cha đau đớn và nói thôi này con hãy buông ra, ta chịu không nổi. Và Bồ Tát đã buông ra, nhưng mà ác ý trong con khỉ chúa nó vẫn còn, nó mới suy ngẫm rằng ta giết ngươi không được thì ta mượn kẻ khác giết ngươi. Cho nên khỉ chúa mới nói với khỉ Bồ Tát rằng á, này con, nay con đã lớn rồi, ta muốn làm lễ phong vương cho con để con thay ta cai trị cái đàn khỉ này. Nhưng mà theo phong tục á, thì con phải đi hái những cái cánh bông sen ở trong cái hồ, ở trong nặng núi này, để đem về làm lễ phong vương. Con khỉ chúa biết rằng á, là cái hồ này do một con dạ xoa đang canh giữ. Bất kỳ một con vật nào mà bước xuống chạm vào nước ở bờ hồ thì con dạ xoa nó có quyền ăn thịt con vật đó. Xin thưa quý vị, khi Bồ Tát đi tới đó thì ngài cũng khéo quán xét, ngài thấy rằng chỉ có những cái bước chân thú xuống hồ mà không thấy những cái bước chân thú đi lên, và ngài hiểu ngay rằng có một cái tai hại nào đó nằm dưới hồ.
Cho nên ngài không vội vàng đi xuống vào hái những cái cành bông sen, mà đứng ở trên bờ để chờ đợi. Thì bây giờ con Dạ Xoa cũng nóng lòng chờ đợi con khỉ bước xuống dưới hồ thì nó sẽ bắt lấy con khỉ ăn thịt. Nhưng mà thấy lâu quá, con khỉ cứ nhẫn nhơ trên bờ, không kiên nhẫn được. Con Dạ Xoa nó hiện hình là, và nó hỏi là này khỉ sao mà ngươi không xuống hái bông. Con khỉ nhìn thấy ở dưới nước mà nổi lên một người như vậy, thì con khỉ này hiểu ngay đó là tai hại từ con Dạ Xoa này, hay là từ cái người này. Cho nên khỉ hỏi rằng vì sao ngươi dưới nước lên đây vậy. À, xin thưa quý vị, Dạ Xoa không bao giờ biết nói dối, không hề có nói dối. Mà cho nên Dạ Xoa nói rằng ta là Dạ Xoa mà ở dưới cái hồ này nè, à, đợi ai mà xuống nước là ta bắt lấy, mà ngươi không bắt lấy cho nên ta hiện ra ta dụ ngươi. Mà ngươi không xuống ấy, không cách nào lấy được cái bông sen trong hồ này đâu. Bồ Tát nói ta sẽ lấy được bông sen mà không bước xuống hồ. Và ngài chọn một địa điểm rơi. Cái địa điểm rơi đó nằm trên bờ hồ, nó không ai xuống hồ. Và khi ngài lấy đà xong tới cái điểm rơi đó, ngài phóng giọt lên hư không để sang bên bờ hồ bên kia. Và trong khi mà đi sang bên bờ hồ bên kia đó, ngài vói tay, ngài ngắt lấy một cái cánh bông sen, rồi ngài để cánh bông sen nó bên hồ bên kia, rồi ngài chọn một cái điểm rơi khác. Từ bên kia ngài cũng phóng giọt qua bên này, và trên lúc mà ở trên hư không đó, ngài vói tay hái lên một cánh bông sen. Một cặp sau thì ngài hái rất nhiều bông sen mà chân không chạm với ngài cái nước của mình không. Thế sao vậy? Và ngài thoát ra khỏi những cái nguy hại đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái khéo quan sát đó, nó là một cái pháp mà giúp cho mình tránh khỏi an toàn. Trong cái nghiệp nghệ thì nhờ khéo quan sát tìm ra được cái nhược điểm của mình, của nghiệp nghệ của mình, đồng thời biết cái ưu điểm của mình. Nếu mà điều mà Đức Phật ngài dạy như vậy đó, à, đầy đủ sự tháo vát trong đây, ngoài sự nỗ lực ra, ngoài thiện xảo trong nghiệp nghệ ra, mà xin thưa vậy, nó chỉ ở trên bề mặt tức là bề ngoài của cái đời sống thường tình, nhưng mà ngũ ý của ngài trong cái hình lợi hiện tại này đó, thì cái người này nếu đầy đủ ba pháp này thì có khả năng đạt được cái lợi ích cao thượng trong hiện tại, đó chính là cái đạo quả Niết Bàn. Bằng cách nào? À, bằng cách là nỗ lực tinh tấn. Để có một cái nghiệp nghệ thì cái người thực hành pháp cũng phải nỗ lực tinh tấn để theo đuổi những cái đề mục của mình mà không hề thối chuyện. Điểm thứ hai là trong khi mà thực tập như thế, người đó khéo quán xét để tìm ra cái nhược điểm và cái ưu điểm của cái pháp mình thực hành. Chúng tôi thí dụ rằng á, như một cái người hành giả mà chứng đắc được sơ thiền, người đó không có tự mãn, cũng giống người mà có nghề nghiệp rồi cũng không hề tự mãn trong cái nghiệp. Và người khéo quan sát cái nghề nghiệp mình, xem cái nhược điểm của nghề nghiệp mình ở đâu và cái ưu điểm nằm ở đâu. Như thế nào cũng vậy, cái người mà chứng đắc sơ thiền đó, người đó cũng phải khéo quan sát cái pháp mình chứng đắc được nó có những nhược điểm như thế nào. Thì cái người này khéo quan sát sẽ thấy rằng cái nhược điểm của sơ thiền này nó dễ dàng nó rơi trở lại cái dục giới, tức là nó mất đi. Họ sẽ dĩ mà mất đi là bởi vì nó còn cái chi tâm chi tứ trong đó. Nhưng trong kinh văn á, vị ấy ly tầm tứ chứng và trú nhị thiền một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Không có tầm có tứ mới giọt lên được tới nhị thiền. Còn nếu có tầm có tứ chỉ nằm ở giai đoạn nhị thiền mà thôi. Bởi tầm tứ chính là nhược điểm của cái sơ thiền. Gạt bỏ được cái nhược điểm của sơ thiền đó thì người đó mới hoàn hảo được cái tầng sơ thiền, tức là nhảy lên tầng nhị thiền. À, tầm tứ là những cái pháp chướng ngại cho nhị thiền. Như thế nào?
Mình xin đúng vậy, tầm có nghĩa là đưa tâm đến cảnh, còn tứ là quán sát cảnh. Và có một ví dụ như vậy để thấy sự nguy hại của tầm tứ. Ví như có một người gia chủ, mà một cái người mang một cái món hàng tới để mời gia chủ mua. Giai đoạn đầu thì người gia chủ này sẽ từ chối, không chấp nhận, không mua món hàng. Nhưng đi chung với cái người mà mang món hàng đó là có một cái người khác đi theo. Ở người này rất giỏi về miệng lưỡi, người này mới khen ngợi là cái món hàng này nó tốt, nó đẹp, nó rẻ, nó bền, nó chắc chắn luôn rồi. Mấy ông chập sau thì người gia chủ có khả năng mua món hàng đó, mặc dù giai đoạn đầu ông nó không muốn mua. Xin thưa quý vị, người gia chủ biết như cái tâm. Bởi vì cái tâm mà chứng mắt sơ định thì người này có cái ý định là xa lìa dục lạc, sắc tinh hương vị xúc. Nhưng mà tâm thì mang cảnh cho tâm, tức là nó mang cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thân cảm xúc lạc đến cho tâm, cũng ví như cái người mà mang món hàng tới mời cái người gia chủ mua vậy. Đấy, người gia chủ không mua, giai đoạn nào không mua, bởi vì không thích thú những món đó. Nhưng mà một cái tay thiếu khách đi theo cái người bán hàng đó cũng ví như tứ, bởi tứ là quan sát cảnh. Vì quan sát nhiều lần một cái sắc đẹp, quan sát nhiều lần những âm thanh hay, quan sát nhiều lần cái mùi hương, thì tâm có thể bị tấm nhiễm và rơi trở ngược lại là đó. Thì cũng giống như người gia chủ giai đoạn đầu không muốn mua, nhưng mà nghe nói nhiều lần là nghe, là mua. Như thế nào cũng vậy, tâm cũng sẽ rớt xuống giới. Khéo quan sát, gìn giữ lại được, thoát khỏi cái tai hại đó. Ai gìn giữ được cái pháp thượng nhân mà không dễ bị mất. Cho nên cái lợi ích hiện tại, một chi phần đó, lợi ích hiện tại này, ngoài cái mặt bên ngoài là tự nuôi mình, tự nuôi vợ con, tự giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, tự nuôi dưỡng cái cha mẹ, đã đành rồi. Nhưng mà đó cái lợi ích tôi có thế gian. Còn lợi ích trong hiện tại này mà Đức Phật Ngài chỉ ra đó, tức là cái lợi ích trong hiện tại này có khả năng chứng đắc được đạo quả bằng cái pháp đầu tiên, đầy đủ sự tháo phát, tức là rành rẽ trong những cái nghề nghiệp của mình. Như thế nào cũng vậy, là mình rành rẽ ở trong những cái pháp thiền của mình, những pháp thực tập của mình. Và có được như vậy thì người này rất an tâm, người này sẽ tự mình tiến triển trên bước đường tu tập của mình, và giúp cho người khác có thể tiến triển trên bước đường tu tập, rồi giúp cho những cái người thân cận của mình, hoặc là giúp cho những cái người không phải thân cận của mình. Tức là cái đồ chúng mình cũng phải, mà không phải đồ chúng mình cũng phải, nhưng mà với một cái tâm thì giúp đỡ cho tha nhân, tế độ cho tha nhân. Ở tự mình đã hiểu biết, đã tốt đẹp thì giúp cho người khác như thân bằng quyến thuộc cũng tốt đẹp hơn, rồi cho những người không phải thân bằng quyến thuộc mình, không phải hội chúng của mình, hay là những tha nhân khác cũng được tốt đẹp, được giác ngộ như mình. Đây là cái pháp thứ nhất. Xin thưa quý vị, pháp thứ hai là thận trọng gìn giữ tài sản của mình. Ở trước mắt cái tài sản mình nó có thể do sự bất cẩn của mình nó khiến bị tiêu hoại bởi lửa. Biết bao nhiêu cái tài sản lớn cũng chỉ vì một con lửa vô tình, một ngọn lửa bất cẩn mà nó tiêu hủy đi. Biết bao nhiêu cái tài sản có giá trị chỉ vì một cái phút bất cẩn, một phút khinh thường để trộm đạo nó lẻn vào và nó phun đi. Có biết bao nhiêu cái tài sản quý tốt chỉ vì không nghiệm suy, không suy xét, phạm vào những cái luật quốc độ thì cái tài sản nó bị vua quan rứt đoạt. Ở trên nước Phật Ngài dạy á, là gìn giữ tài sản này, thận trọng gìn giữ tài sản này. Bởi vì tài sản này nó có thể bị hủy hoại do nước, do trộm đạo hoặc vô quan.
Cái lời dạy này cũng rất là xúc tích, thưa quý vị, rất là xúc tích. Đức Phật ngài dạy rằng ấy, không tụng niệm là nhơ bẩn kinh điển. Cái giả dụ là bẩn nhơ của sắc đẹp, khinh thường là sự bất cẩn của kẻ canh phòng, và không siêng năng là bẩn nhơ của nhà cửa. Đó là câu kệ trong kinh Pháp Cú. Mà biết bao nhiêu những cái tài sản của mình cũng vì những sự bất cẩn đó, bị lửa đốt, bị trộm đạo. Và lúc đó cái đổ thừa rằng tại do nghiệp. À, xin thưa, không phải do nghiệp chỗ này, mà do một sự bất cẩn, một sự khinh thường, một sự lơ là, một sự không thận trọng. Nói cách khác nữa là một sự xem thường. À, chữ Bali gọi là Pamada. Còn Appamada có nghĩa là sự thận trọng, không xem thường. Mà chính thức mà Sắc Lợi Phất ngài dạy rằng có một pháp có nhiều cái tác dụng, đó chính là Appamada, tức là không dễ vui, không xem thường, không xem nhẹ, thận trọng. Thận trọng là một chi phần của niệm, hay nói cái khác là một tên gọi khác của niệm, tức là ghi nhớ, ghi nhận cách rõ ràng, biết rõ. Mà xin thưa quý vị, là tất cả những cái pháp thượng nhân mà được thành tựu, tất cả những pháp thiện mà được sung mãn, được tăng trưởng, cũng chính nhờ cái pháp niệm này dẫn lối, hỗ trợ. Nhưng mà trước mắt là chúng ta thấy là cái ngọn lửa nó có thể thiêu hủy tài sản mình được, nếu như người này bất cẩn. Trộm đạo nó cũng có thể khuân vác tài sản chúng ta được, nếu như cái người này bất cẩn. Đi ngủ hay là đi gì đó không kiểm tra lại cái cửa mình cũng vậy. Hơ hỏng chẳng hạn, không chịu khóa, thì trong đêm đó biết đâu trộm đạo sẽ vào. Nhưng cái điều đặc biệt nữa đó là cái tài sản này bị vua quan chiếm đoạt. Vì sao vua quan được chiếm đoạt? Bởi vì người này vi phạm vào những tội của luật quốc gia. Mà xin thưa quý vị, nếu người này mà giữ đúng năm giới thì cái tội của luật quốc gia không bao giờ vi phạm. Người cư sĩ mà có năm giới thôi, không sát sanh, bao giờ mà giết người thì mới vô tù. Mà ngay cả những cái con vật cũng không giết nữa, thì lấy gì vô tù? Bao giờ trộm cắp tài sản của người khác mới có thể bị vô tù, mới có thể bị chiếm đoạt tài sản? Nếu mà người này không trộm cắp, mới từ bỏ lấy của không cho, thì lấy gì mà vi phạm luật hình sự? Bao giờ có quan hệ bất chánh thì mới bị đánh đập, mới bị thư kiện, rồi mới bị xử phạt? Còn nếu không quan hệ bất chánh thì không cách gì mà bị thư kiện được hết. Không nói dối, tức là không lừa đảo người khác để chiếm đoạt tài sản, cứ về sự lừa đảo, sự vu khống vân vân, thì mới dẫn tới vi phạm vào cái tội ở của quốc độ. Còn có sao nói vậy? Để làm gì mà có phạm vào cái luật quốc độ? Chỉ vì sai xưa, chỉ vì những men rượu mà có thể gây những cái ác trong nghiệp đã đành. Nhưng mà đối với luật hình sự hay là luật của pháp mà của quốc gia đó, người này có thể là giết người, có thể là phá hoại tài sản của người khác, chỉ vì những cơn sai, những cơn men nó sử dụng, nó khiêu khích. Nhưng mà người này giữ gìn được, không uống những chất men, chất sai, thì những cái sự kiện này không xảy ra. Mà đã không xảy ra thì không có vi phạm vào luật quốc độ, thì không cách gì mà vua quan có thể tước đoạt. Cho nên ở đây gìn giữ tài sản này, Đức Phật ngầm dạy cái người gia sợ chủ đó, tức là luôn luôn có một cái sự ghi nhận và luôn luôn giữ mình nghiêm mình ở trong năm giới. Bây giờ mình nghiêm mình ở trong cái năm giới được thì không thể nào phạm được cái luật quốc gia, không thể nào một cách đúng đắn phải nói như vậy.
giết những con vật, còn không giết thì làm sao có chuyện giết người. Đồ đạc của ai để yên đó, không có khởi ý muốn lấy thì làm gì vi phạm. Vợ con người khác thì không hề quan hệ tới, một cách lén lút bất chánh để làm điều tà vại, không hề lừa đảo người khác, không hề dối trá người khác, không hề say sưa, thì làm gì mà có thể vi phạm vào những cái luật quốc độ. Năm giới của nhà Phật chỉ cho người đại gia cư sĩ, nhưng quả thật giúp cho cái thế gian này được yên lành. Một nhà mà có được năm giới như vậy, một sớm có được năm giới như vậy, một vùng có được năm giới như vậy, thì quý vị sẽ cảm thấy, cảm giác rằng cái chỗ đó nó thanh bình vô cùng, chẳng có lo, chẳng có sợ sợ. Thậm chí nhà có thể là mở cửa trống, bởi vì không ai trộm cắp qua hết, an lành vô cùng. Nhưng mà có phải chỉ bấy nhiêu không? Thì Đức Phật Ngài dạy rằng gìn giữ tài sản là mặt ở bên ngoài, nhưng mà tài sản mà cái người gia chủ cần gìn giữ nhất đó chính là cái phước báo của mình. Bởi vì mình sự là tạo cái phước này nó không phải là dễ dàng. Và chúng ta đừng nghĩ rằng là tôi giữ giới là tôi có phước. Giữ giới rất dễ dàng, xin thưa, rất khó. Làm cho giới mà không được được trong sạch, không mận nhơ, khó vô cùng. Không phải là cúng dường đến quý thầy quý sư đó là coi tôi có phước có dễ dàng, xin thưa, nó cũng khó vô cùng. Làm sao cho nó đầy đủ trước khi làm có sự cố ý, trong khi làm có sự cố ý, sau khi làm cũng có sự cố ý. Trước khi làm tâm nó vui vẻ thích thú, trong khi làm tâm cũng vui vẻ thích thú, và sau khi làm tâm cũng vui vẻ thích thú. Khó chứ đâu phải dễ đâu, để cho cái kết quả được tốt, tạo việc phước rất khó. Ở vậy mà chỉ có một cái tư tưởng ác xấu nó khởi lên thì nó làm tiêu hoại đi cái phước báo ngay lập tức. Nếu như những cái tư tưởng mà ác bất thiện á, gia chạm vào những cái đối tượng mà có ân đức cao á, mọi người này đâu có biết đâu. Có thể người này không biết người khác có những ân đức cao, mà lỡ va chạm vô thì nó cũng mang tới một cái tai hại vô cùng. Và chúng ta thấy rằng giống như công tử Sô-ri-giá, một công tử có một người vợ có hai đứa con. Một lần nọ đi tắm với người bạn của mình, nhìn thấy ngài má hai cách cha ná rất là xinh đẹp, khởi lên một cái tư tưởng bất chánh rằng nếu mà người ngài này mà là người nữ, ta cưới về làm vợ, hoặc là mong rằng vợ ta có một cái thân hình đẹp như ngài. Nó tự nhiên từ một cái thân nam biến thành thân nữ, một cái tư tưởng bất chánh khởi lên làm tiêu hủy cái tài sản, tức là cái phước báo. Hoặc giả chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa đó, chứng đắc được 8 thiền chứng cùng 5 pháp thần thông, mà chỉ khởi lên một cái tư tưởng thôi. Ta là người lãnh đạo tăng chúng, bởi vì buổi sáng ta có 500 xe mật thực của A Sà Thế cũng vừa, buổi chiều ta có 500 cổ xe nước ngọt, nước giải khát do vua A Sà Thế cũng vừa. Vậy thì ta xứng đáng là người lãnh đạo tăng chúng, chỉ khởi lên ký đó thôi, 5 pháp thần thông mất luôn, cả 8 thiền chứng cũng mất luôn, bất cẩn khiến tài sản bị hư, khinh thường khiến cho tài sản bị hư. Thì ý nghĩa mà gìn giữ tài sản này, đừng bao giờ để cho tư tưởng khởi lên một cái ác ý, hoặc là một cái tư tưởng xấu ở trong tâm. Mà thường xuyên gìn giữ như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng cái phước của mình hay cái tài sản mình nó tăng bội, nó càng làm giàu thì, và nó sẽ đi tới cái độ cao có thể chứng đắc được cái thánh quả trong hiện tại. Đó là cái lớp hiện tại, tức là có niệm nó đành đầy đủ sự cẩn trọng, có niệm không có để cho một cái tư tưởng ác xấu nó khởi lên để gìn giữ những cái phước báo mà thường xuyên như vậy, nó chính là pháp niệm tâm tứ niệm xứ. Một lúc nào đó phước báo đầy đủ thì có thể chứng mắt lúc đầu ạ.
Và chứng đắc đạo quả chính là cái hạnh phúc hiện tại cao tột, hay có lợi ích hiện tại cao tột, hay là lợi lạc trong hiện tại một cách cao tột. Đó là chi phần thứ hai. Ê, chi phần thứ ba, nó là thân làm bạn với thiện, tức là thân cận với bạn lành. Thế nào là bạn lành? Cái bạn lành chúng ta có hai hạng, một hạng bên ngoài và một hạng bên trong của chúng ta. Nè, trước mắt là cái người bạn bên ngoài của chúng ta, cái người được gọi là cái bạn lành á, bạn hiền á, là cái người mà biết ngăn cản mình khi mình chuẩn bị làm điều ác. Người ta không sợ mít lòng mình, mà người ta nói rằng nó này bạn, cái điều này là xấu, điều này là bất thiện, điều này mang tới cờ khổ, bạn hãy dừng lại đi. Thứ hai nữa là biết khuyến khích mình trong những cái việc lành. Ví dụ như thế nào, bạn hãy giữ giới thì bạn hãy tu tập thiền tịnh đi. À, bạn hãy có những cái đề mục để làm cho cái tâm mình nó được an tịnh đi, nó đỡ bị căng thẳng, nó không bị stress, nó không bị bấn loạn. Đó là chi phần thứ hai. Chi phần thứ ba nữa là biết giữ gìn bí mật của người bạn mình. À, bởi vì người bạn mình đã tin tưởng mình, nó tâm sự những cái uẩn khúc, những cái gì đó tâm tư của họ đối với mình, thì cái người bạn tốt là cái người biết gìn giữ cái kính, cái tâm sự đó. Giúp đỡ được không giúp đỡ thì thôi, chứ đừng bao giờ tiết lộ cái tâm sự đó đối. Nhưng mà thông thường kiếm được cái dạng người bạn này khó lắm á. Thường mà có ai mà lỡ mà tâm sự người bạn đó rồi á, thì chuyện trong nhà chưa hay chứ ngoài ngõ tao biết hết. Người đó nghe bên đây xong rồi có thể là đi qua nghe đầu từ đầu sớm qua cuối sớm thì nói là người khác. Nó cho là một cái chi phần đó đó, là phải giữ kín cái điều bí mật của bạn, những cái tâm sự của bạn. Giúp đỡ được để cho thoát khỏi khổ hay không thì thôi. Nhưng mà không hề tiết lộ. Nó khổ vậy đó, chứ phải không? À, rồi chi phần thứ tư của cái người bạn tốt nữa là sao? Là không bỏ bạn trong lúc lầm nguy. Bạn mà đã là bạn thân thì không bỏ bạn trong lúc nguy. À, chính nhà Nho cũng có câu nói là bần tiện chi giao bất khả dục. Cái người bạn mà hàng di với mình ấy, còn thở hàng di với mình, mà đã giao thiệp được với người bạn đó rồi thì không bao giờ quên. Cứ người nghèo mà đã chi giao được, bần tiện chi giao bất khả dục, không bao giờ quên, không bao giờ quên. Mà chính vì chúng ta thấy rằng á, ở trong cái hiện kiếp này nè, Đức Ananda đó, thương mến Đức Phật. Ngoài cái nghĩa thầy trò ra, còn tình thân của người bạn khi Bồ Tát còn nhỏ. Mà cái tình bạn này nó không phải chỉ khởi lên trong hiện kiếp này thôi, mà trong quá khứ. Thì Đức Ananda cũng đã từng, tiền thân là Đức Ananda cũng đã từng đồng vui cộng khổ với người bạn của mình, không hề bỏ bạn trong con người. À, tương truyền rằng á, trong quá khứ Bồ Tát chúng ta sanh lầm con ngỗng trời, là ngỗng chúa, và tiền thân của Đức Ananda cũng là một con ngỗng, nhưng mà ngỗng cẩn thận. Một lần nọ thì ngỗng chúa cùng đàn ngỗng đi tìm ăn, chẳng may con ngỗng chúa rơi vào bẫy của người đội săn. Giờ con ngỗng chúa ngỗng nghĩ là nếu giờ ta la lên thì cái đàn này sẽ chạy đi. À, nhưng mà ta cũng phải cần thiết để la lên, để báo động cho cái đàn ngỗng này thoát khỏi nguy hại. Cho nên ngài rống lên một tiếng, tức là cái con ngỗng trời chúa này nó hét lên một tiếng lớn,
và nghe sự báo động của vị chúa mình á, nguyên cả đàn ngỗng trời bay lên, trong đó có con ngỗng cẩn thận. Nhưng mà khi bay rồi á, ngỗng cẩn thận quay lại ngó lại không thấy cũng chúa đâu hết, thì ngỗng cẩn thận mới ngẫm nghĩ rằng á, cái tiếng kêu của chúa ta có gì lạ lắm, hay là có gì nguy hại đến xảy ra đến chúa ta rồi. Cho nên con ngỗng cẩn thận đó nó quay trở lại thì thấy Bồ Tát đứng ở trên cái bờ mà chân ngài đang bị sập bậy. Sau khi hiểu là hỏi ra thì con ngỗng cẩn thận nói: thưa chúa, tôi tình nguyện ở đây với chúa và tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống để giải nguy cho chúa. Và khi người thợ săn tới thì con ngỗng cẩn thận mới nói rằng: này ông hãy bắt tôi đi, hãy tha chúa vì cái đàn nó cần chúa thôi. Người đại săn mới hỏi: vì sao ngươi hy sinh vậy? Thì ngỗng chúa nói: đây là tình bạn tri kỷ, nó không thể bỏ người bạn tôi trong lúc lâm nguy được, không thể bỏ chúa tôi trong lúc lâm nguy được, là cảm thương tình. Cho nên người thợ săn đó là thả hai người đó. Mà người thấy thợ săn đó sau này cũng chính là một trong những đại đệ tử của Đức Phật. Ngài đây muốn nói rằng cái người bạn đó là không bao giờ bỏ bạn trong lúc lâm nguy, đó là những người bạn tốt. Tức là cái người bạn tốt này có bốn chi phần mà chúng ta có thể căn bản có thể nắm bắt được. Thứ nhất là cái người này biết ngăn cản mình không cho mình làm việc ác, việc tội lỗi. Thứ hai là khuyến khích mình làm việc việc thiện, việc lành. Thứ ba là cái người này biết giữ kín bí mật của mình. Thứ tư là không bỏ bạn trong quân nguyên. Và trong bản kinh văn thì Đức Phật ngài dạy rằng á, cái người bạn lành đây á, muốn nói lên là giới định tuệ, thân cận với người bạn lành đó để học tập về cái giới của người đó, học tập về những cái pháp môn của người đó, tức là thiền định, học tập về cái trí tuệ của người đó để làm giàu cho cái giới của mình, để làm giàu cho cái pháp thiền định của mình, để làm giàu cho cái trí tuệ. Ở chi pháp thứ ba này Đức Phật ngài dạy giới định tuệ ẩn tàng trong đó. Cái người băng lành là cái người mà có đầy đủ giới, thân cận người đầy đủ giới thì mình sao tập về cách thức để giữ giới cho được nghiêm chỉnh, đầy đủ những cái pháp môn về thiền tịnh để mà thực hành những pháp môn thiền tịnh đó đi tới cái nơi cao tột, đầy đủ về những cái trí tuệ để biết đâu là nhân, đâu là quả, đâu là điều lợi ích, đâu không phải là điều lợi ích, đâu là điều đáng làm, đâu không phải là điều đáng làm. Có được như vậy là một cái chi phần thì giúp cho mình ở trong hiện tại này nó được sự lợi ích, được sự lợi lạc. Và thưa quý vị, chi phần thứ tư đó là sống điều hòa. Sống điều hòa có nghĩa là trong cái đời sống hàng ngày đó không lãng phí cái tài sản do cái mồ hôi, do nước mắt, do sự nỗ lực, do sự cần kiệm của mình, không bao giờ lãng phí, nhưng mà cũng không bao giờ keo kiệt. Có đôi khi á, người ta làm quần quật cả 8 giờ đồng hồ được một số tiền chiều đó đi lãng phí, còn đi vào những cái tụ điểm mà tiêu pha như một ông hoàng, hay là tiêu pha một cách thoải mái mà quên đi rằng cả 8 giờ đồng hồ làm việc chỉ 15 phút bay vẹo, không ăn tới lịch, như vậy là lãng phí. Không hề lãng phí nhưng mà cũng không hề keo kiệt. Cái gì cần thiết thì sẽ sử dụng mà không hề tiếc, cái gì cảm thấy không cần thiết thì sẽ không có phí bỏ. Như câu chuyện của Lương Y Chi Bất Cá, khi về tới kinh thành Sa Kết Tá thì ông hết tiền, bảo hỏi coi xung quanh đây có ai bị bệnh không, ông trị, thì người ta giới thiệu ông tới một cái bà trữ giả ta bị bệnh nhức đầu đã 7 năm mà tất cả các lương y khác đều bỏ tay. Và khi mà sau khi mà xem bệnh ấy, thì lương y chưa cán là tôi sẽ trị hết cho bà, mà nếu tôi trị hết cho bà đấy thì bà thưởng công tôi bao nhiêu.
Thì bà trưởng giả này nói rằng tôi sẽ thưởng cho ông á là 1.000 đồng tiền vàng, nó đền công 1.000 đồng tiền vàng. Và thú vị rằng Lương Y chỉ có cá kê toa xong mua thuốc về pha chế một loại thuốc, trong đó nó có hòa với sữa và hòa với dầu mè. Và ông đặt cho bà nằm ở trên một cái ghế dài, ngửa mặt lên, và ông nhỏ thuốc vào trong mũi để cho hơi thuốc nó xông tới cái ốc để trị bệnh nhức đầu của ông. À, của bà trưởng giả đó. Mà khi bà đổ cái thìa muỗng, cái muỗng mà vào cái thuốc đó vào mũi, một số thì đi vào lỗ mũi, một số thì nó trào ra hai bên mép. Và nó trào ra, nó chảy xuống ở vòng cổ của bà. Thì khi đó, đó bà mới bảo cái người tỳ nữ mang một cái chung tới và vét hết những cái giọt sữa, giọt dầu mà nó trào ra ngoài đó, bỏ vào ở trong cái chung. Lương Y chưa có cáo, nó thấy vậy, nó trời bà này giàu như vậy mà chỉ có một ít sữa, một ít dầu nhưng mà còn tiếc như vậy thì làm sao bà dám trả công mình tới 1.000 đồng tiền vàng. Thì thưa quý vị rằng bà trưởng giả nhìn nét mặt ưu tư của chi quá cá đó, bà đã hiểu ý bà nói là xin thầy cứ trị cho tôi hết bệnh, tiền công của thầy 1.000 đồng tiền vàng tôi sẽ trả đủ, còn việc mà hớt lại những cái sữa này với cái dầu mè này đó, vì nó còn có cái công dụng dùng để đốt đèn, đó là phận sự người nữ đó. Nó không lãng phí chuyện này, không lãng phí. Còn bởi sự người nữ gìn giữ cái tài sản, cái việc này không nên lãng phí, dùng để đốt đèn được, nên tôi mời dừng này. Còn cái tiền công của ông tôi vẫn trả. Mà quý vị thấy không có keo kiệt mà cũng không lãng phí, cái vật gì đáng dùng thì dùng, mà dùng không hề tiếc. Nhưng mà cái vật gì không đáng dùng thì sẽ không bao giờ dùng, tức là không bao giờ mua để hao phí tài sản. Ở chi phần này cũng rất là đặc biệt đó quý vị. À, trong cái đời sống này chúng ta thấy, chúng ta thấy là có nhiều người á có một tủ áo quần, mà thậm chí có những cái bộ đồ á mặc một lần để cả năm trời chưa mặc tới, lại tiếp tục mua những cái y phục khác hay là những cái vật dụng khác. Cái trường hợp này được gọi là lãng phí. Bởi vì một cái tủ áo quần, một cái bộ đồ chỉ mặc có một lần một, và để trong đó cả năm, năm này qua năm kia mà không có sử dụng thì đó là lãng phí. Mà có không hề cao kiệt, tức là cũng sẵn sàng có bàn tay rộng mở để mang tới lợi ích cho mình và lợi ích cho người, không hề cắt kiệt. Nhưng mà điều này nó ẩn tàng một cái pháp thâm sâu như thế nào? À, xin thưa quý vị, nó ẩn tàng một pháp thâm sâu như vậy. Khi mà thực hành pháp rồi đó thì đừng bao giờ tiếc rẻ, à tức là đừng bao giờ keo kiệt. Nếu như giả sử hỏi rằng những người Phật tử chúng ta đó mà hy sinh một con mắt, một cánh tay, hoặc giả là tối thiểu, hoặc giả là tối đa hơn nữa là nếu phải bỏ mạng mà chứng đắc được đạo quả, quý vị chọn cái nào? À, chứng đắc được đạo quả thì chắc chắn 10 người thì hết 8 người sẽ trả lời rằng nếu mà chứng đắc đạo quả thì chết cũng chịu nữa. Ý nghĩa này như thế nào thì cũng vậy. Rồi khi mà thực hành pháp rồi đó thì đừng bao giờ nghĩ tới bản thân, đừng bao giờ sợ cảm thọ đau khổ nữa, nó nỗ lực tinh tấn. Có những khi mà những thời thiền phát sanh lên mà thấy khổ thọ phát sanh lên thì đừng vội rụt rè mà xả thời thiền. Những ngày xưa những bậc thánh nó thành tựu được cái công hạnh lớn cũng từ cái chỗ này, mà điển hình như ngài Chắc Khú Ba La
Ngài đã thọ hạnh đầu đà không không nằm rồi. Mà bệnh đau mắt thì Ngài nhắn nhủ là giữa pháp thượng nhân và cái chứng bệnh thường này ngươi chọn cái nào? Và Ngài chọn pháp thượng nhân. Cuối cùng mắt Ngài đuôi nhưng mà Ngài chứng bà lại. Chẳng hạn. Và khi mà thực hành pháp thì không hề biết lui sụp. Và ý nghĩa này cũng nghĩa là không bám víu vào cái tôi và của tôi trong đó. Bởi vì còn bám víu vào của tôi và của tôi và của tôi mới phát sinh keo kiệt, mới cứ thanh tiết rẻ. Còn nếu mà không bám víu vào cái tôi và của tôi nữa thì nó không có sự tiết rẻ. Nó không có sự keo kiệt. Chúng ta thử ví dụ nha. Một người nào đó mà gửi cho các vị làm phước đó, với một số tiền lớn nữa là bạn tùy ý thích làm phước thì bởi vì bạn lúc đó mình làm phước thoải mái vô cùng. Bởi sao nghĩ phải của mình là phước giùm người ta mà thoải mái cũng như vậy này, thoải mái cũng giường thầy kia mà cũng giường cách trọng hậu nữa kìa. Bởi vì sao? Vì không phải của mình. Nhưng mà của mình là chuyện khác à, tiền bạc của mình lại là chuyện khác à. Nhưng mà tiền bạc của người bạn mình nó nhờ mình làm phước à, ok, làm thoải mái, làm cách đàng hoàng, làm cách tốt đẹp, làm cách trọng hậu nữa kìa. Không có tư tưởng cao kiệt không đó. Như thế nào cũng vậy. Vì còn nghĩ cái của tôi cho nên hay là nghĩ cái tôi hoặc của tôi thì mới còn có cái sự lui sụp, mới còn có sự sợ hãi. Mà tôi là của tôi chính là một cái dạng thân kiến. Cho nên khi hành pháp đừng bao giờ nghĩ tới thân kiến. Đừng bao giờ nghĩ tới của tôi và tôi. Thế nó sao không có cái tiếc rẻ, nó không có sự keo kiệt nằm trong đó. Nhưng mà không lãng phí là sao? Không lãng phí có nghĩa là cái việc nào cần thiết làm cho sân khởi thì làm cho sân khởi. Còn việc nào không cần thiết, cái pháp nào không cần thiết cho sân khởi thì đừng không cho sân khởi. Ví dụ như tính tấn niệm định chẳng hạn, rồi tinh tấn còn yếu đuối thì cần thiết cho làm cho cái tinh tấn đó nó tăng trưởng lên. Nhưng mà bây giờ đức tin nó thẳng dư rồi, không cần làm cho nó thẳng dư thêm nữa. Cái sự ghi nhớ được thẳng dư rồi thì không cần làm cho sự ghi nhớ nó được tăng trưởng thêm nữa, mà phải kéo mấy cái quyền kia lên ngang bằng. Rồi ý nghĩa là không lãng phí là chỗ đó. Tức là những cái gì mà nó thẳng dư nhiều quá thì không cần thiết. Mà bao giờ nó năm quyền đồng đẳng á, bằng nhau á, thì mới giọt lên, mới đi lên. Cho nên trong cái chi pháp này Đức Phật Ngài dạy là sống thăng bằng điều hòa. Tức là không có lãng phí mà cũng không có bỏ sẻ hay là kẹp kẹp. Đó là nói về mặt ngoài. Chúng ta phải ăn, phải mặc, phải ở thì những cái vật chất nó tươm tất, chứ không phải giàu mà ăn mắm kho hay là muối kho thì không được. Có tiền mà ăn cách kham khổ thì không được, nhưng mà cũng không lãng phí. Đó là sống thăng bằng điều hòa đối với cái đời sống thường nhật. Nếu mà đời sống tu tập thì không nắm giữ lấy cái tôi của tôi, và đồng thời biết khéo quán xét để biết rằng cái pháp nào còn yếu thì làm cho nó tăng trưởng lên bằng sự nỗ lực nào đó, không hề lui sụp, không hề phải khó chịu hay là có sự tiếc rẻ. Giá nào cũng làm thôi. Nhưng mà cái pháp nào thẳng dư rồi thì không làm cho tăng trưởng nữa, mà để cho nó dừng lại, để cho những cái quyền khác như là độc cho ngang bằng. Bao giờ năm quyền tính tấn niệm định tuệ này cũng đồng đẳng thì người đó mới đưa lên cao. Và một khi đưa lên cao và cái tính tấn niệm định tuệ là đồng đẳng thì khả năng có thể chứng đắc được đạo quả trong hiện tại. Đó là cái lợi lạc trong hiện tại, đó là cái lợi trong hiện tại. À, xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta đã tìm hiểu bốn chi phần này. Mặc dù nói về cái lợi ích trong hiện tại đối với người tại gia cư sĩ về phía bên ngoài
là ăn ở mặc à, phân vân. Nhưng mà trong đó cái hàm ẩn những cái di diệu, những cái pháp đặc biệt mà trong hiện tại này có khả năng chứng đắc được đạo quả niết bàn, đó có lợi ích cao thượng trong hiện tại này có thể có được, đó là cái lợi lạc đặc biệt ở trong hiện tại này có thể có được. Xin nên vậy chúng ta tóm tắt lại như sau. Thứ nhất, cái lợi ích trong hiện tại hay là lợi lạc trong hiện tại có bốn phần. Thứ nhất là có năng lực tháo giác. Thứ hai là có sự gìn giữ tài sản. Thứ ba là thân cận với bạn lành. Và thứ tư, sống điều hòa, tức là không lãng phí cũng không keo kiệt. Và tôi về thời pháp nên cũng dùng hai lẽ của báo sinh lên, xin cúng dường anh chị tôn đức tăng, xin chia liền toàn thể trực tử trong đạo tràng, à, xin mang tới sự an lành cho quý sư cô, mong quý vị quan hỷ thọ dụng để được tất kỳ mọi sự nguyện. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phúc báo này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên thị chính pháp cái ngày quan hỷ thọ dụng, rồi tùy theo quyền lực của các ngài gia hộ cho chư tôn tăng quý sư cô và chư phật tử, à, luôn luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt được tấn hóa trong Phật pháp đồng điệu nhau cả thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.